Các bạn ơi, các bạn mong muốn được chụp hình cưới ở một địa điểm như thế nào? Hi, chào mọi người. Ngày hôm nay studio cưới mà mình đang làm có thực hiện một bộ hình cưới ở cầu Trần Hoàng Na, một cái cầu vừa mới được khánh thành ở Cần Thơ. Để thực hiện concept make up này thì chị Viên, trưởng nhóm make up của tụi mình sẽ tiến hành make up vào lúc 3 giờ sáng. Bó hoa siêu to khổng lồ này là một điểm nhấn không thể thiếu được của concept này nha. Tên, đã tới cầu Trần Hoàng Na rồi nè. Mặc dù mình là người Cần Thơ nhưng đây thật sự là lần đầu tiên mình bước chân đến cái cầu này từ lúc mà nó mới khánh thành đến bây giờ. Cũng người Cần Thơ nhưng mà nó lạ lắm. Anh Sang Còi sẽ là anh photo chịu trách nhiệm chính cho buổi chụp hình ngày hôm nay. Anh có nói với mình là quay thì né đôi dép của anh ra nha. Anh quên mang giày xuống rồi. Mình cũng có né đó. Các bạn có yêu thích và mong muốn là bộ hình cưới của mình đó sẽ đẹp lung linh, ngập tràn cảm xúc như những cái hình ảnh mà các bạn hay thấy trên mạng, trên TikTok không? Sao người ta chụp hình thấy rạng rỡ và tự nhiên quá trời, còn tới mình nó cứng đơ vậy ta? Thì như các bạn thấy trên hình đó, các bạn mẫu diễn cứ gọi là như cái máy luôn á. Những người làm mẫu chuyên nghiệp thì họ nắm bắt, khống chế và diễn đạt cảm xúc của họ rất là tốt. Bởi vì nếu không làm được điều đó thì ai mà thuê họ nữa. Và để làm được điều đó thì họ mất rất là nhiều thời gian và công sức để cải thiện cũng như là nâng cao kỹ năng tạo dáng trước ống kính của mình. Còn người bình thường như chúng ta, mặc dù là các anh photo sẽ hỗ trợ 100% vấn đề về tạo dáng, nhưng những phần biểu đạt về cảm xúc, ví dụ như là cái hồn trong ánh mắt, cái nụ cười của mình, thì chúng ta phải cố gắng tự rèn luyện mỗi ngày nha. Xong buổi sáng rồi thì tụi mình sẽ đi đá một tô bún bò rồi sau đó là di chuyển về studio thôi. Bye.